Xin chào tất cả các bạn và chúc bạn một buổi tối nghe nhạc thật là vui vẻ. Nation Crossley xin gửi các bạn bài hát Sát cánh bên nhau của Sĩ Luân. Và hôm nay thì tớ thì hơi ho hen một tí, thành ra là rất mong các bạn sát cánh với tớ trong bài hát này. We'll be right back.
À, sau đây thì một thành viên khác của Asian Crossy sẽ gửi đến các bạn ca khúc Friends Forever, họ Graduation.